Ồ, anh này có cái biển đẹp thế nhỉ, không biết bán thôi. Ôi anh Thành Ủa? ơi, thì anh thấy có con xe đẹp bên này mà biển như này thì biển đẹp này có bán không? Biển đấy á? Vâng. Bây giờ chỉ bán xe thôi, không bán được biển. Sao lại không bán được biển? À, Biển thì đẹp này không bán. biển đẹp này bây giờ nó về của chủ cũ rồi. Thế lại về của chủ cũ á. Ừ. Anh thì anh cũng chỉ mua được xe thôi chứ không mua được biển. À, Ừ. thế là không 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 bán được à? Không bán được, chịu luôn đấy, bó tay luôn đấy. Nhưng mà cái biển đẹp nhỉ? Thế Ờ, là biển đẹp. thế bây giờ thì muốn có biển thì làm nào anh? Muốn có biển á? Vâng. À, thế vì chờ 5 năm nữa. Ví dụ là Chờ. bác chủ cũ mà cái biển này mà bác ấy không dùng, trong vòng 5 năm nữa thì mà bác ấy không dùng thì cái biển này sẽ tự về cái kho biển. Đấy. Xong À. là mình sẽ đấu giá. Đâu dám mà bốc luôn là biển này Đúng à? rồi. Nếu mà bốc ăn may là bốc được đúng không? Không không phải bốc, có số sẵn rồi, mình đấu giá rồi. À. À, ví dụ tôi thích cái biển này, tôi mua bao tiền ấy. Đấy. Để Rồi đấu rồi giá. rồi 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 rồi. Thấy Thôi chưa? thì đấy em hiểu, thế em hiểu. À, chứ bây giờ anh Thế là chỉ bán xe thôi, giờ không bán được biển. chỉ bán xe rồi à? Ờ. Thế thì bán con này không anh? Quá chứ. Anh giới thiệu qua con này xem nào. Con này là Được Hyundai vào mốc này. Tucson nhá. Hyundai Hyundai Tucson. Tucson. Hyundai này. Tucson này. 4WD là số tự động hai cầu. À, con Đấy. này 5 chỗ gầm cao đúng không? 5 chỗ gầm cao. À, Thấy em nhìn này. à, thấy Đấy, ở phía đằng sau có cả cam lùi này. Cam lùi và cam hành trình phía đằng sau này. Đấy. hai cam luôn cơ. Hai cam luôn, một cái cam lùi, một cái cam hành trình. À, xịn Đấy. xò thế nhỉ? Xịn xò luôn, gạt mưa phía đằng sau này. Đấy, đầy đủ luôn. Nhìn xem này. Cái dòng này nó cốp cực kỳ rộng rãi luôn. Đấy. Thấy chưa? Cốp này rất là rộng này. Chỗ này để được cái bộ gậy gậy đi đánh gôn được ấy. Gậy đánh gôn à? Gậy đánh gôn hoặc là bộ cần câu dài to rộng thế mà vẫn để vừa thoải mái. À, Hoặc là mấy cái vali xếp lên đây. là cái cốp này em thấy rộng đấy anh Ừ. ạ, Nếu cũng mà em chở đồ nhiều mà dài cồng kềnh nữa thì đây, gập cả cái hàng ghế thứ hai này xuống này. Đấy. à. Ồ, hôm nay mới biết đây anh ạ, Hôm nay biết à? và gặp được Đây. cả luôn hàng ghế thứ Gập hai cơ. luôn hàng ghế thứ hai. Yeah, quá xịn anh ạ. À, quá xịn sò. Nếu mà gặp xuống thì đi hai người đúng không? Ừ, đi hai người thôi. À, Đây. đi đông thì gặp lên nhỉ. Đây, thấy cái gầm bệ sáng chưa? Đây là lốp dự phòng nhá. Mất dự phòng mình anh. Kích này. Đấy, Kích lốp bộ đồ tháo lốp này. Đầy đủ luôn. à. Đấy, gầm bệ rất là sáng, không han gì mục mọt gì. Thấy chưa? Rồi, gầm Có cả bệ cổng quá đẹp. sạc này, có cả cổng sạc phía sau này. Ủa, Đấy, cổng sạc 12V đấy. có cả cổng sạc luôn cơ. Có đầy đủ luôn. Chất thế nhờ. Đấy. Cái dòng này option thì nó nhiều. À. Hyundai Tucson. Con này đời 2010 mà. Hay là 10 anh? Hai là 10. Hay là Số 10 tự đúng động hai cầu máy xăng. không? À, số tự động hai cầu. Số tự động hai cầu máy xăng. Cái con hai cầu đi nó khỏe hơn nhỉ? Ừ, đi khỏe hơn đó, đương nhiên thôi. Đây, với dàn lốp này. Hè rãnh còn sâu còn dày nhá. Là răng thì đa trấu luôn. Con này thì có phanh đĩa, phanh ABS cả bốn bánh. À, bốn bánh luôn này. Bốn bánh luôn. Bốn bánh. Đấy. À, hoàn toàn nhỉ. An toàn. Chống bó cứng ấy. Lộ thất phía sau này, đây là lộ thất ghế da bò nguyên bản theo xe. Cái ra nguyên bản theo xe. Nguyên bản theo xe, em thấy đời À. 2010 đến bây giờ thì nó mười mấy năm đấy. Mấy năm nhưng mà cái chất thì nó vẫn không không bị mất đi nhỉ. Đúng rồi, chất của Thế nó thì vẫn càng đẹp. càng ngồi có thể càng đẹp. Đúng rồi. Đấy. Xịn sò cực, hàng ghế thứ hai hầu như ít ngồi. Để Sẽ ít ngồi. giữ được cái hàng ghế này thì cũng thấy là bác chủ cũ đi chắc ít, không Đi nhìn rất là thấy. ít. Bình thường thì bác chỉ đi một mình bác ấy thôi. À. Đấy, hàng ghế thứ hai. Cái ghế bên phụ này cũng ít này. Đấy, 2010 đến bây giờ tất cả đều còn zin hết đấy em ạ. Gì hết luôn này. Zin hết luôn. Ghế zin này, kính zin, máy số zin. Ghế Tuy cắm. mỗi còn mỗi cái đầu đài này, đầu đài thì đã thay rồi. Đấy, đầu đài thì đã lên Ui. màn hình giải trí Android cỡ lớn rồi. À. Không còn đầu đài nguyên bản nữa. Lên được cái này thì càng tốt anh ạ. Ừ, càng tốt, màn hình giải trí mà. Mình để trí Đấy, này. điều hòa ô tô này, đề lộ start top này. Đấy. Gương điện chống trôi lóa này, nhìn này. Đấy. Có gương điện chống cho nó luôn. Gương điện chống trôi lóa, có cả cam hành trình này. Cam hành trình phía trước. Đấy, cả trước cả sau Cả có trước luôn. cả sau có hết Cửa được sổ không anh? trời đi toàn cảnh ấy. Thấy chưa? Xịn xò chưa? Ồ, Toàn cảnh panorama luôn đấy. có này hai cái anh. Hai Hai cái cửa cái. sổ trời à? Thế mới gọi cửa sổ trời toàn cảnh. À, trời, Đấy. hào thoáng. Các chi tiết nhựa ở phía trong này còn đẹp. Rất là tươi mới. Keo chỉ ở cánh này, dì nét luôn. Đấy, form dáng rất đẹp, 5 chỗ gầm cao, xi nhan trên gương này. Đấy. Bốn quả lốp thì còn khe rãnh còn sâu còn dày. Đây, em đi ra đây anh cho em xem cái khoang động cơ.
Con này là được trang bị với khối động cơ là 2.0 rồi nhá. Động cơ 2.0 rồi. 2.0 máy xăng. Máy xăng. Đấy. Đây, đèn chiếu đèn pha thì rất là trong, rất là sáng, không hề bị hấp hơi nước. Đấy. Đây. Khoang máy ốc nhái zin đét luôn. Zin đét. Máy số chưa ra đâu nhá, zin đấy. Máy số vẫn nguyên zin anh. Máy số nguyên zin, nguyên bản luôn. Rồi 2010 mà chưa động chạm, chưa làm máy lại. Giữ được khoảng máy này là chất đấy ạ. Chất mà. Là xe chất. Quá chất luôn, bác chủ cũ thì rất là giữ gìn. Đây, ốc lắp cabo ấy cũng nguyên bản này. Đấy. Yeah. Ốc lắp cabo nguyên bản thì chứng tỏ xe này không bị va chạm, không bị va chạm gì. Đấy, kính zin hết. Kính zin hết. Này này, biển thủ đô, biển đẹp nữa chứ. Em thấy chưa? Xe này anh đang định chào bán với giá là 385 triệu đấy em ạ. 385 triệu ấy. Ừ. Ngày xưa mà muốn sở hữu được chiếc xe này thì phải gần tỷ. Gần tỷ. Lúc mới đấy đúng không anh? Đúng rồi, lúc mới. Nhưng mà bây giờ anh bán chỉ có 385 triệu thôi. Mà vẫn bao rút hồ sơ nhé. Đó, bao thì em có người nhà hoặc là có người quen, có bạn bè mà đang có nhu cầu mua cái dòng xe 5 chỗ gầm cao này thì giới thiệu giúp anh nhé. Rồi, ok anh. Thế để có ai thì em liên lạc với anh nhé. Ok em. Có gì alo anh. Dạ vâng. Nhá. Ok anh. Anh chào em. Vâng, chào anh nhé.